tọa lạc tại làng Harapan, quận Đông Sentani, Jayapura Regency, tỉnh Papua. Sân vận động Luka NMB được xây dựng để phục vụ tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia lần thứ 20, PON 2021. Công trình được khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2016 trên khu đất rộng 13,7 ha với tên gọi ban đầu là Sân vận động Papua Bangkit. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Sân được khánh thành vào ngày 23 tháng 10 năm 2020 và chính thức đổi tên thành Luka NMB. Chi phí xây dựng sân vận động Luka NMB là 1,3 nghìn tỷ rupiah đến từ quỹ tự trị đặc biệt và ngân sách quốc gia của Indonesia dành cho tỉnh Papua. Sân vận động Luka NMB có sức chứa hơn 40.000 khán giả, ghế trên khán đài tạo thành một bức tranh được khảm bằng 3 màu sắc đỏ, trắng và xám. Tất cả cơ sở vật chất của sân vận động đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nên có thể sử dụng cho các hoạt động thể thao đẳng cấp Olympic. Loại cỏ được sử dụng tại sân vận động là cỏ Zoysia Marcella. Đường chạy điền kinh tổng hợp tại sân vận động Luka NMB cũng được chứng nhận hạng nhất theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF, trong khi hệ thống chiếu sáng có công suất 1.800 lux. Bên ngoài sân vận động được bao quanh bởi các họa tiết trang trí mặt tiền bằng thép cong, làm nổi bật các hình chạm khắc đặc trưng của người Papua, tạo thêm điểm nhấn cho sân vận động tráng lệ này. Đây cũng là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp mắt tại Indonesia, với núi non trùng điệp bao quanh. Hiện tại, sân vận động Luka NMB đang là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persipura Jayapura, đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia.